Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Pháp Vân - Cầu Rẽ đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho chủ trương sẽ nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng là theo quy hoạch chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt để xây dựng tuyến đường cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Theo quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường này sẽ được nâng cấp lên thành đường cao tốc vào năm 2026 và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh và liên kết vùng. Hiện tại, sau khi thông xe vào cuối năm 2023 và khánh thành vào tháng 7 vừa qua, tuyến đường nối hai cao tốc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có 16 km được mở rộng từ 2 lên 4 làn mỗi chiều, cho phép các phương tiện chạy với tốc độ 80 km/h, 7 km nữa đang giải phóng mặt bằng và sắp triển khai. Bên cạnh đó sẽ có các đường nhánh để kết nối với các khu cụm công nghiệp và các huyện thành phố nhằm thúc đẩy toàn diện kinh tế xã hội các địa phương này. Ngay khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại buổi lễ khánh thành, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn trình Bộ Giao thông Vận tải để cho phép tỉnh Hưng Yên nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc. Tỉnh Hưng Yên thì cũng đã triển khai là đầu tư các cái tuyến đường, các cái cầu vượt cho người đi bộ và cũng sẽ đầu tư cái nút giao của tuyến đường nối cao tốc của Hải Phòng của Rãnh Bình với tuyến đường tỉnh 377. Bên cạnh đó thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã tham mưu và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tức là đầu tư nút giao của tuyến đường cao tốc Hà Nội - Phòng - Cầu Rẽ - Ninh Bình với tất cả các cái tuyến quốc lộ như quốc lộ 38B, quốc lộ 38C cũng như đường huyện 70, đường trục chính của khu đại học Phú Hiến để làm sao cho là toàn bộ của tuyến đường này là sẽ đủ điều kiện để trở thành cái đường cao tốc CT16 vào cuối năm 2025. Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 cao tốc chạy qua địa bàn, trong đó cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành. Cao tốc đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang được triển khai, cao tốc Chợ Yên Mỹ - Chợ Bến nằm trong giai đoạn 2025-2030. Còn đối với việc nâng cấp đường nối hai cao tốc lên thành cao tốc sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất. Hy vọng đây sẽ là cú hích giúp Hưng Yên phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và đô thị trong tương lai gần. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định Nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vừa có văn bản gửi các thành viên Hội đồng Thẩm định Nhà nước hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định đề nghị các thành viên Hội đồng Thẩm định nghiên cứu có ý kiến thẩm định chính thức về hồ sơ giải trình, bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14 tháng 10 năm 2024. Sẽ có khoảng 14 nội dung thẩm định đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Trong đó, đáng chú ý là sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư, đánh giá về việc phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật chính và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ hạ tầng, các phương án đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư, tính khả thi của các phương án huy động vốn và khả năng cân đối nguồn vốn. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng Thẩm định Nhà nước. Ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tình hình triển khai các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ chủ trì và các bộ cơ quan liên quan bám sát chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu tối đa các ý kiến của Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành để trình Hội đồng Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 20 tháng 10 năm 2024 để trình Quốc hội, với tinh thần nghiên cứu kỹ càng, triển khai nhanh chóng. Thủ tướng lưu ý nghiên cứu phân tích rõ hiệu quả của dự án, không chỉ về mặt kinh tế, phải đánh giá hiệu quả tổng hợp. Do đó, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với hướng tuyến thẳng nhất có thể, tránh các khu dân cư lớn, tiết kiệm kinh phí nhất, triển khai nhanh nhất có thể, sớm phục hồi phát triển đất nước. Về nguồn lực, phải đề xuất cơ chế huy động, đa dạng hóa các nguồn lực, gồm nguồn lực đầu tư công của trung ương địa phương, nguồn lực từ phát hành trái phiếu, nguồn vốn vay và các nguồn lực hợp pháp khác.
cùng với nguồn lực tài chính, huy động tổng lực nguồn nhân lực, phương tiện của đất nước phục vụ dự án. Theo Điều 50 của Luật Đường bộ, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 quy định, nhà nước thu phí sử dụng cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, bao gồm cao tốc do nhà nước đầu tư và cao tốc được chuyển giao cho nhà nước quản lý. Phí thu được nộp vào ngân sách và đầu tư cho việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường cao tốc. Nhằm cụ thể hóa quy định này, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc. Để thực hiện mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 trong 10 năm tới, yêu cầu ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng mới đường cao tốc lên đến 239,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 24 nghìn tỷ mỗi năm. Dự kiến đến năm 2025, trường hợp 1.624 km đường cao tốc đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hoàn thành và đi vào hoạt động, nếu cân đối như hiện nay thì ước tính tổng nhu cầu kinh phí quản lý, bảo trì giai đoạn 2021-2025 khoảng 9.000 tỷ đồng, bình quân là 1.813 tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, thu tiền sử dụng đường cao tốc sẽ giúp ngân sách có thêm nguồn lực để tiếp tục phát triển hệ thống cao tốc và chi cho công tác quản lý, bảo trì. Theo dự thảo nghị định, 12 đoạn tuyến cao tốc sẽ được thu phí, gồm Lào Cai, Kim Thành, Hà Nội Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu, Cam lộ La Sơn Hòa Liên, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Mỹ Thuận Cần Thơ. Mức phí được chia thành hai loại, với cao tốc 4 làn xe có làn dừng khẩn cấp liên tục mức 1, mức phí thấp nhất là từ 1.300 đồng trên 1 km, xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, cao nhất là 5.200 đồng trên 1 km, xe tải trên 18 tấn, container 40 feet. Với cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục, mức 2, mức phí từ 900 đồng trên 1 km đến 3.600 đồng trên 1 km tùy nhóm xe. Dự kiến mỗi năm số phí thu được là 3.210 tỷ đồng, mỗi năm nộp ngân sách khoảng 2.850 tỷ đồng. Góp ý vào dự thảo nghị định, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI có 3 đề xuất. Trước hết, các doanh nghiệp hiện nay đặc biệt lo ngại tình trạng chất lượng đường xuống cấp ảnh hưởng đến lưu thông nhưng vẫn phải nộp phí. Do đó, cơ quan soạn thảo cần bổ sung quy định về các trường hợp tạm dừng thu phí, trong đó có trường hợp do chất lượng đường xuống cấp không đảm bảo tốc độ và an toàn cho phương tiện lưu thông. Đồng thời bổ sung quy định cho phép các chủ phương tiện, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp vận tải, có quyền giám sát chất lượng đường và kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc dừng thu phí khi chất lượng đường xuống cấp. Tiếp đến, dự thảo nghị định cần phân loại mức phí chi tiết hơn nữa dựa vào chất lượng tuyến đường như số làn xe và tốc độ tối đa để đảm bảo mức phí tương ứng chính xác với giá trị dịch vụ. Dự thảo nghị định hiện quy định mức phí chia theo loại phương tiện và chất lượng tuyến đường gồm hai loại. Các tuyến đường đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc quy định tại Luật Đường bộ 2024 và các tuyến đường không đáp ứng điều này được xây dựng trước đó. Doanh nghiệp cho rằng việc chia chất lượng đường như vậy vẫn chưa đầy đủ. Trên thực tế, chất lượng đường cao tốc có thể tương đối đa dạng về số lượng làn xe, 4 làn, 6 làn và nhiều hơn. Về tốc độ tối đa cho phép 80 km/h, 100 km/h và 120 km/h và tương lai sẽ có những con đường cao tốc chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, dự thảo nghị định chưa quy định về lộ trình điều chỉnh biểu mức phí, trong khi nếu các tuyến đường này được chuyển nhượng quyền thu phí thì lại có quy định về việc tăng giảm mức phí tại Thông tư 55/2023/TT-BGTVT. Sự thiếu tương thích giữa các quy định có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư muốn tham gia nhượng quyền thu phí đường cao tốc. Vì vậy, VCCI đề xuất bổ sung quy định về việc tăng giảm mức phí cho phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh. Ví dụ, mức phí có thể tăng lên theo tỷ lệ trượt giá do lạm phát hoặc giảm xuống khi có ưu đãi, hỗ trợ nhà nước khi kinh tế gặp khó khăn.